những chiếc túi xách nghìn đô của Hoa hậu Thanh Thủy. Hoa hậu Thanh Thủy mới bổ sung chiếc túi Gucci giá hơn 2.000 đô la Mỹ vào bộ sưu tập túi xách sau một năm đăng quang. Thanh Thủy diện phong cách năng động khi xuống phố với crop top và chân váy ngắn cũng, khoe lợi thế eo thon, chân thẳng dài. Trên trang phục, người đẹp chọn điểm nhấn là mẫu túi Gucci Series Size Mini, có giá bán hơn 2.000 đô la Mỹ, thiết kế nhỏ xinh mới được Thanh Thủy bổ sung vào bộ sưu tập. Thường ngày, chân dài 20 tuổi ít khi diện đồ hiệu quá đắt đỏ. Cô trung thành với các mẫu túi bình dân trong gần một năm từ khi thành Hoa hậu. Trước đó trong một lần xuống phố, Hoa hậu Việt Nam 2022 khoe chiếc túi Dior sát đồ với chất liệu denim lạ mắt, có giá bán gần 100 triệu đồng. Chiếc túi có thiết kế cá tính được mỹ nhân Đà Nẵng phối cùng những bộ trang phục hầm hố, đi theo các xu hướng được Gen Z ưa chuộng. Trong bộ sưu tập túi hiệu của mỹ nhân sinh năm 2003, thiết kế đầu tiên cô sở hữu từ khi đăng quang Hoa hậu là chiếc giắt kem Le Siêu Siêu. Đây là món quà cô nhận được từ bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung. Thanh Thủy ít khi sử dụng mẫu túi giá khoảng 22 triệu đồng này mà thường gắn bó nhiều hơn với các mẫu túi bình dân, kiểu dáng tiện dụng dễ ứng dụng khi đi lại. Du lịch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.